Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh với chủ đề liên quan đến nền kinh tế chia sẻ qua phần thảo luận của chuyên gia marketing Nguyễn Đăng Duy Nhất và hai đại diện của nền kinh tế chia sẻ là Uber và Việcnhà.vn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Thì xin được hỏi anh Dũng, tức là Uber chúng ta có mặt ở nhiều thị trường. Thì cái kinh nghiệm, cái bài học của anh như thế nào khi mà tiếp cận lần đầu tiên tới những cái thị trường, đặc biệt thị trường giống như Việt Nam là trong châu Á hoặc là những thị trường mới nổi. Thì khi mà người tiêu dùng còn quá mới lạ mà cái mô hình như thế này thì cái bước đầu tiếp cận của mình nó sẽ trải qua cái quá trình thế nào và đâu là những cái bài học mà chúng ta rút ra được? Uber có mặt ở châu Á, nước đầu tiên chúng tôi có mặt ở Đông Nam Á, đó là Singapore. Thì Singapore thì một thị trường nó cũng khá là phát triển rồi. Sau đó thì chúng tôi có mặt ở Bangkok, ở Philippines, ở Manila và ở Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy thì thực sự là thị trường Đông Nam Á cũng có cái rất là riêng biệt của thị trường Đông Nam Á. Đó là thực sự ngoài Singapore ra thì hầu hết các thị trường khác như là Bangkok này, hay là Jakarta hay là Hồ Chí Minh mới vào thì cái mặt bằng chất lượng dịch vụ chưa cao. Nghĩa là để tạo nên một cái gì mới, thực sự mới thì không chỉ đó là cái nền tảng công nghệ mà cái dịch vụ qua nền tảng công nghệ đó để các chủ xe cung cấp nó phải thực sự khác biệt. Một là không chỉ cái dịch vụ nó rất là tốt, lái xe rất là lịch sự, người ta ăn mặc đẹp, người ta mở cửa, người ta lần đầu tiên khách hàng được gọi bằng tên riêng và lên chào anh Đức chẳng hạn, anh Đức lên xe, có người mở cửa xe, anh Đức hôm nay có khỏe không đó. Thì đó là những cái người tiêu dùng có thể lâu lắm rồi người ta chưa nghe. Thứ hai là về cùng cái về dịch vụ thôi thì người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Và thứ ba đó là cái giá thôi. Thì tôi nghĩ là ở đâu cũng thế thôi. Trong marketing thì chắc cái này hỏi anh nhất là chuyên gia hơn. Nhưng cái pricing thì đó chính là cái communication, có nghĩa là cái thông điệp của doanh nghiệp đối với cả người tiêu dùng là mức giá chúng tôi, chất lượng đang ở đâu. Xin được hỏi thêm anh Đức. Ở đây thì Uber thì dù sao cái dịch vụ vận chuyển thì nó cũng không quá là mới lạ, tức là người ta đã đi taxi, bây giờ có một cái hình thức là xe riêng người ta làm quen thì dịch vụ tương đối cũng không phải là quá mới lạ, chỉ có điều là thêm công nghệ để mà giúp cho nó tốt hơn. Nhưng trong việc nhà ở đây trước giờ thì chúng ta thuê người giúp việc là chúng ta thuê thẳng người việc chứ không bao giờ mà thuê qua ứng dụng hoặc là như thế, hoặc là những cái công nghệ, thì thực sự nó rất là mới, người ta chưa bao giờ người ta sử dụng một cái tương tự như vậy, thì nó tạo cho nó khó khăn như thế nào? Thì như anh Nhất nãy cũng chia sẻ đấy, thì anh có nêu ra vài điểm thì nãy tôi có nốt lại, đó là đồng nhất về mặt dịch vụ, chất lượng dịch vụ. Cái này là yếu tố tiên quyết khi mà chúng ta đưa ra một cái bất kỳ một cái sản phẩm nào cho người dùng cuối, tức là khách hàng consumer. Thì đối với Uber thì khách hàng expect được là chúng tôi sẽ, là khách hàng sẽ đi lên xe và xe sẽ đi đến một cái lộ trình mà chúng tôi muốn. Tất cả expectation của họ rất là clear. Nhưng bên việc nhà tùy khách hàng, ví dụ cô A cô lại thích bảo bà đấy phải lau dọn tốt, ông B thì bảo là muốn ngăn nắp, tức là những cái expectation của họ sẽ rất là khác nhau. Và cái giai đoạn này, thật sự là giai đoạn này việc nhà cũng đang phải định hướng lại là làm theo phải đưa được cái expectation của dịch vụ tới khách hàng rất là clear để họ hiểu được là khi họ sử dụng dịch vụ này thì họ sẽ được cái gì. Ví dụ như là hiện giờ việc nhà đang hợp tác với các cái đối tác chiến lược thì chúng tôi xây lên một cái quy trình chuẩn từ cái khâu đào tạo nhân sự, tuyển dụng nhân sự. Thì chúng tôi chỉ cần chia sẻ một phép tính đơn giản đi, khoảng 5 nhà chia sẻ một người giúp việc thì con số người giúp việc cũng chúng ta cần khoảng 10.000 người. Con số này là cực kỳ lớn và không có một đối tác nào có thể cung cấp được. Thì để mà giải quyết được bài toán này, bắt buộc FPT phải chuyển từ cái mô hình hợp tác với các đối tác độc quyền chuyển sang là các đối tác đó sẽ nằm trong cái chuỗi cung ứng người giúp việc của việc nhà và họ sẽ phải đào tạo theo cái đúng cái quy chuẩn và quy tắc của việc nhà, và cũng như chăm sóc khách hàng cũng phải raise lên cái bar, phải high lên để khách hàng lúc nào cũng nhận được một cái dịch vụ đồng nhất về mặt chất lượng. Lúc nãy anh Dũng có nhắc tới vấn đề pricing, tức là định giá. Thì theo anh Nhất, cái yếu tố giá trong những cái mô hình mới như thế này với khách hàng ở Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam nó quan trọng như thế nào? Về cái vấn đề định giá, đó là một cái yếu tố rất quan trọng ở trong kinh doanh, và rất nhiều các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế chia sẻ được cái sự ủng hộ của khách hàng hay là người tiêu dùng là bởi lý do là cái giá của họ thì thấp hơn. Ví dụ như trong cái mô hình Airbnb đó, thì như vậy cái giá thuê phòng nó sẽ rẻ hơn từ 20-30%. Rồi trong cái vấn đề mà thuê người giúp việc thì giống như anh Dũng có nói lúc nãy là nó sẽ giảm hơn so với việc mà mình thuê một cái người giúp việc mà toàn thời gian. Nhưng mà đó cũng chính là lý do vì sao mà một số những cái ngành thì các cái hiệp hội ngành nghề người ta phản ứng. Tại vì khi mà có một cái sự giảm giá
với một mức độ cao như vậy, nó sẽ dẫn đến là một số những cái doanh nghiệp trong ngành, ví dụ như trong ngành vận tải, thì họ sẽ mất đi cái khách hàng, họ sẽ mất đi cái công việc và nó sẽ bị cạnh tranh. Nên đấy là một trong những cái tác động mà nó sẽ tác động đến cho rất là nhiều ngành. Nhưng quan trọng là cái ngành này nó có lấy được cái niềm tin từ khách hàng hay không. Và cái việc mà cái giá đó nó được đón nhận hay không thì vẫn có những cái hiệp hội ngành nghề, người ta phải có những quy chuẩn về mặt giá cả. Một số những cái lĩnh vực thì nó phải có chuẩn về mức giá. Nhưng mà có một số ngành đó thì là cái người tiêu dùng họ sẽ quyết định là họ sử dụng, bởi vì mức giá đó nó phù hợp. Tại vì khi chia sẻ thì tôi có tài nguyên, tôi có thể chia sẻ với bất kỳ một cái giá nào, miễn sao mà tôi cảm thấy là hợp lý là tôi sẵn sàng chia sẻ. Nên sau này một số những cái ngành mà nhà nước cảm thấy là nhạy cảm thì cần phải có một cái cơ chế để kiểm soát về giá. Nếu không thì là nó sẽ tự vận hành. Và như vậy thì nó sẽ dẫn đến phá giá và một số những cái ngành nghề nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Phần thảo luận vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh.